Rồi chào anh em mình nha. Thì em quán máy bãi thành phố Vĩnh Long nha. Số điện thoại 092 678 4940 nha. Thì bữa nay lên cho anh em cô chú mình một con hàng xả gỗ nha. Xả gỗ lớn và cắt gỗ lớn nha. Con này 262XB. Rồi. Thì con này là chánh hãng của Thụy Điển nha mọi người. Đây. Con này là nguyên zin hết nha, không tặc lỗi luôn, bao mọi người siêu đẹp luôn. Đây thông số trên đây thắng bọn còn y thinh nha. Thì con này bữa nay em sẽ bán 262 62cc, nặng 5,9 kg nha. Trọng lượng khô nó nha mọi người. Con này lam xích xăng nhớt đầy đủ tầm 6,5 kg nha. Con này siêu mới nha. Rồi thì bữa nay em sẽ bán, vừa bán mà vừa tặng cho mọi người luôn nha. Coi như bán cái đầu máy này thôi. Còn bộ lam xích này là mọi người khỏi tính nha. Lam này nó 34 mắt 72 nha. Đã lên xích đại 72 nha. Lam rất là đẹp. Thì con này là em sẽ bán cho anh em giá 5,5 triệu nha. 5,5 triệu. Thường thường là em bán cái đầu này không là đã 5,5 triệu nha, không có tính bộ lam xích đâu. Coi như là bữa nay cuối năm rồi, anh em nào mua được con máy này thì em coi như là em đã tặng cho mọi người bộ lam xích này nha. Phụ kiện kèm theo đầy đủ. Đây lam 34 mắt, đầu to không tật lỗi nha mọi người. Con này 48 ly Husqvarna, dành cho anh em chuyên khai thác gỗ và xả gỗ lớn nha. Đó, bên ông bê tông mọi người khỏi hỏi nha, đẹp như mơ, sọc ngang. Rồi thì bây giờ mình vô cái chi tiết phần bên trong này nha. Con này là zin hết toàn tập, không có lỗi, không tập bất cứ món gì nha mọi người. Chỉ thay duy nhất một cọng dây vật khốt xịn. Đó là tại ở bển về nó bị đứt dây vật nha, nó cắt hàng sau đó, chứ con này nó mới dữ lắm nha mọi người. Xài con này xài chế Bumbro nha. Bumbro này mới dữ lắm nha mọi người. Coi như là mình bán, bữa nay mình bán cái đầu máy không đi, mình tặng lam xích luôn nha. Là còn nguyên bộ này 5,5 triệu nha mọi người. Con này khá là đẹp, 48 ly nha. Con này mà nếu mà so về con 365 thì 365 nó nặng hơn nè, nó nặng hơn con này. Nhưng mà nói về độ bền thì cái con 365 nó không có tuổi với con này nha mọi người. Tem bọng thắng bọng còn y thinh nha. Rồi bây giờ em vô cái tiếng nổ cho anh em cô chú mình xem luôn nha. Tắt bật lên. Con này giật mọi người khéo giùm em nha, để nó trả. Nãy nó giờ nó trả em sưng mắt cá luôn á. Rồi. Giật khéo khéo giùm mà em nha. Con này hơi dữ lắm. Để hồi em căn chỉnh cái gam tri lại cho nó nhỏ một tí nha mọi người. Đó. Thì anh em cô chú nào bữa nay thấy được cái con máy này là con máy này là cuối cùng của năm nha. Rồi bán đầu máy tặng lam nha, giá 5,5 triệu nha mọi người. Đó. Anh em cô chú mua hàng thì cọc giùm em 300 hoặc 500. Còn nếu mà tin tưởng quán Vĩnh Long á, cứ việc chuyển đủ em bao ship nha. Rồi, tặng kèm phụ kiện đầy đủ, máy móc không tật lỗi. Chỉ vậy thôi. Con này nó mới dữ lắm nha mọi người. Giật lại một cái nữa nha. Quá đỉnh. Rồi thì anh em cô chú nào mà muốn mua thì cứ việc nhắn cho quán hoặc điện thoại trực tiếp cho quán qua số điện thoại nha. Thì số điện thoại lúc nào em cũng để trên bài cho nha mọi người. Con này rất là mới nha, con này là cuối năm luôn. Rồi vừa bán đầu máy tặng kèm lam xích nha, 5,5 tấc, 34 mắt 72 nha mọi người. Đó, anh em nào mà trẻ
hoặc là cắt gỗ lớn thì lấy con này rất hợp lý nha, ngon hơn 365 mới mình nhiều lắm, rất là bền. Đó, tem mộng còn y thinh luôn, rất là đẹp nha mọi người. Rồi 262 XBG. Rồi thì em xin kết thúc video ngay tại đây nha. Thì chúc anh chị cô chú mình một buổi trưa thật là vui vẻ nha mọi người. Rồi chào mọi người.